Sau niềm vui được tiêm mũi một vaccine Moderna, nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền tại thành phố Hồ Chí Minh, đang khá lo lắng, sợ không có vaccine để tiêm mũi hai. Xung quanh chương trình ca nhạc tại Bệnh viện Giã Chiến với sự hiện diện của hàng trăm người, trong đó có cả người không đeo khẩu trang, không đảm bảo quy định giãn cách mà VTC đã phản ánh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị liên quan cho biết đã nghiêm túc rút kinh nghiệm. Vùng đỏ Hà Nội hiện gồm 10 quận huyện thuộc nội thành và một phần các quận huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Hoài Đức và Thường Tín. Để đảm bảo an toàn chống dịch, người dân ở vùng đỏ chỉ đi chợ siêu thị theo thẻ đi chợ được phát, đặt mua hàng online và các shipper chỉ giao hàng ở vùng 1. Trong khi cả nước đang căng mình chống dịch thì trên mạng xã hội trong nước lại có thêm những ồn ào xung quanh câu chuyện các nghệ sĩ bàn tán nhiều nhất thậm chí là châm mồi cho những diễn đàn tranh luận chưa có hồi kết là câu chuyện đi làm từ thiện. Những video phát trực tiếp của một doanh nhân và cách mà các nghệ sĩ phản pháo đều thu hút người xem kỷ lục. Trước đó là những câu chuyện tình ái, hé lộ những câu chuyện đời tư cho thấy cách đối nhân xử thế của nghệ sĩ hay những phát ngôn phản cảm đang khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi bức tranh sâu bít việt đang cho thấy điều gì? Trên nhiều diễn đàn mạng nhiều người đã trả lời cho câu hỏi này bằng hai từ xấu xí. Một tiêu đề đáng chú ý trên báo Thanh niên Online. Thành phố Hồ Chí Minh giám sát các khu phong tỏa qua hệ thống camera an ninh như thế nào? Để kiểm soát tốt dịch COVID-19, một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng camera an ninh để giám sát các khu phong tỏa, khu dân cư. Nếu có trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm. Thực là vấn đề đang gặp phải tại rất nhiều địa phương. Công việc tăng gấp 3 đến 4 lần, nhiều cán bộ phường xã ở thành phố Hồ Chí Minh hầu như không có thời gian nghỉ, ngày làm việc có thể dài xuyên đêm nếu F0 điều trị tại nhà cần giúp đỡ. Giá thịt lợn tăng vọt đã biến loại mặt hàng chủ lực của người Hàn Quốc trở thành một mặt hàng quà tặng xa xỉ trong dịp lễ chủ sốc sắp diễn ra ở nước này. Một giống lúa mới khổng lồ đang được trồng thử nghiệm ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Kết quả ban đầu rất đáng khả quan, với năng suất ước tính lên trên 12 tấn một hectare những ngày này nhiều người dân canada đang cùng nhau săn tìm những quả trứng bướm vua nhỏ xíu lẩn khuất trong lá cây đây không phải thú tiêu khiển mới mà là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu khoa học mang tên sứ mệnh bướm vua do chính phủ hỗ trợ thực hiện nhằm bảo vệ loài côn trùng thụ phấn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này thưa quý vị ở jordan nghề thợ mộc là công việc chủ yếu chỉ dành cho nam giới tuy nhiên có một phụ nữ trẻ đam mê nghề này và trở thành một trong số ít những nữ thợ mộc khá thành công ở jordan